Rất vui khi gặp lại các bạn ở Thảo Click Crochet. Tiếp theo cái mẫu bikini thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn móc một mẫu quần short như thế này. Mục đích là khi mình mặc ngoài bikini, khi mà mình bơi từ hồ bơi hoặc biển lên thì mình thêm một cái quần short như thế này nữa, thì vừa lịch sự kín đáo nhưng mà cũng không mất đi cái vẻ quyến rũ của bộ bikini này. Các bạn cùng mình móc mẫu quần này nha. Để móc quần này thì mình cũng vẫn sử dụng sợi là sợi cotton Việt Nam, giống như cái mẫu áo với quần bikini. Mình thì mình tính là mình móc màu trắng kem, tuy nhiên thì nhà mình không có còn sợi cotton màu trắng kem, cho nên thôi mình sẽ móc một cái quần màu hồng cho cái bộ bikini màu hồng cánh sen của mình nha. Các bạn chuẩn bị cho mình hai cuộn sợi cotton Việt Nam tương ứng là 200g. Chuẩn bị cho mình kim móc đương nhiên rồi ạ, kéo, thước dây, kim khâu len và cho mình một vài cái đánh dấu. Đối với sợi này mình sẽ vẫn sử dụng kim móc 1.75, mình sử dụng kim móc 1.5, mình sử dụng đầu này, kim này, kim số 0. Rồi, mời các bạn bắt tay nhé. Để bắt đầu thì khởi tạo cho mình một vòng xích. Mình sẽ không móc xích như truyền thống mà mình sẽ móc vòng xích. Nè, đầu tiên 1, 2, 3, 4. Rồi, cho mình vào đây. Cái chân thứ nhất, móc cho mình một mũi kép. Nè, mình sẽ khởi tạo cái này mình gọi là vòng xích. Vòng xích, rồi 1, 2, 3 xích. Rồi, đâm ngang vòng xích này giùm cho mình. 1, 2, 3. Rồi, các bạn cứ như vậy móc cho mình như thế này khoảng tùy vào cái số đo vòng mông của người mà mình muốn móc. Ví dụ đây số đo vòng mông của người mình móc là khoảng 94-95. Đó, nhưng mà mình do cái len thì thường thường nó có cái sự co giãn, cho mình lấy số đo là mình trừ đi cho đây, ví dụ như là số đo là 95 nha, nhưng mà thường thường mình trừ đi 5. Đó là do móc nhiều lần thôi, mình rút ra cái kinh nghiệm cho mình thôi, chứ mình cũng không có một cái quy tắc nào cả. Thì mình còn khoảng 90 cm nha, như 90 cm mình chia làm 2 thì mình còn khoảng 45 cm. Rồi các bạn móc cho mình một cái dây bính như thế này, chập đôi lại đo cho mình khoảng 45 cm, kéo giãn ra 45 cm, kéo giãn ra ha. Rồi các bạn móc đi, rồi gặp lại các bạn khi mình có được một sợi dây xích có chiều dài tất cả là 90 cm, hoặc là gặp đôi lại được 45 cm. Mình đã móc được một sợi bính như thế này. Bạn chập đôi sợi bính này lại. Rồi, đo dùm cho mình kéo giãn nha các bạn. Ha, phải kéo giãn, mình phải kéo giãn ra. Đây, ví dụ mình kéo ra, này mình được 45 nè. Kéo ra ha. Kéo ra được 45. Rồi mình sẽ ngân. Cái thứ nhất, chiều dài bằng số đo vòng mông trừ cho khoảng tầm 3-4 cm, trừ hao cái phần giãn của sợi. Mình được gấp đôi lại. Mình đo được, kéo giãn ra, mình đo được là 45. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là cũng khá quan trọng, các bạn đếm giùm cho mình. 1, 2, 3. Đếm giùm cho mình bao nhiêu xích, bao nhiêu cái bính xích này cũng được, nhưng vấn đề là phải là số chẵn. Vấn đề là phải là số chẵn. Mục đích làm sau này mình sẽ chia ra làm hai cái bên đùi quần á, cho nên là mình phải cần số chẵn để mình chia nó đều. Chứ nếu mà mình rơi vào số lẻ thì sau này mình chia ra làm một ống to ống nhỏ đó các bạn nha. Mình nhắc lại thứ hai là cái số bính này nó phải là số chẵn. Như mình ở đây là số đo của mình là được 45 và mình đếm được tất cả là 84 vòng. Rồi, một cái điều nữa là mình cho chắc, nếu mình móc cho bản thân mình á
Đó, thì các bạn tạm thời kết lại đây, kết tạm thôi nha. Rồi mình lấy kim đánh dấu, mình đánh dấu lại và mình cứ trồng thử cái phần dây này, miễn sao và kéo giãn ra, miễn sao nó qua được mông của mình là được. Tại vì mình móc quần mà nha, mình móc quần. Rồi, vậy bây giờ tùy cái đó là cái số đo mình chia sẻ. Còn tùy, thí dụ như mà mình muốn mặt nó ôm hơn thì mình có thể gia giảm một vài cái bính, hoặc là mình muốn mặt nó rộng hơn thì mình thêm bính. Nhưng tối thiểu là phải bằng số đo vòng mông, và số vòng này, số bính này phải là số chẵn. Rồi, bây giờ mình đã được tất cả là 84 vòng và số đo của mình là khoảng 90. À, số đo thì là 95 nhưng mà mình chỉ móc ở cái số đo 90 thôi. Như thế này. Rồi. Bây giờ mình bắt đầu móc hàng thứ nhất lên cho mình. Lên cho mình 3 xích. 3 xích này tương ứng với một mũi kép. Rồi, cứ móc vào mỗi vòng này cho mình 3 mũi kép. 1. Như vậy là đây được mình tính là 2 mũi kép. 3. Rồi, qua bên này. Cũng 3. 1. 2. 3. Cứ móc đều như vậy dùm cho mình đến cuối hàng. 1. 2. 3. Móc như vậy đến cuối hàng dùm mình ha. Mỗi một bính như thế này, bính xích như thế này, mình gọi đây là bính xích. Bính xích như thế này cho mình 3 mũi kép đơn như thế này. Gặp lại các bạn ở cuối hàng. Rồi khi đến cuối hàng, rồi các bạn kết vào cái bính 3 xích. À, 3 xích. Này, các bạn kéo qua. Rồi còn cái phần dây dưới này á thì cứ mình cứ móc đi rồi đến cuối cùng mình kết cái phần hai cái phần ở dưới này lại, không sao hết. Làm như vậy cái mục đích đó là mình sẽ không bị xoăn cái vòng này ha. Chứ nếu không thì khi mà mình kết cái vòng lại thì nó sẽ bị xoăn. Rồi khi mà mình móc đến đây thì mình đã kết rồi. Móc đến đây thì các bạn kết cái phần dây ở dưới này với cái phần đến đây thôi ha. Lấy móc kết và kết lại thôi. Rồi bây giờ lên cho mình 1 2 3 xích. Quay sản phẩm lại. À, khi móc vòng như thế này á, thì các bạn móc cứ vòng tròn cũng được, nhưng mà mình thì mình hay xoay qua xoay lại. Cái mục đích xoay qua xoay lại là để cho cái sản phẩm mình nó đều cả hai mặt và nó không có cái tình trạng là nó sẽ bị xéo sản phẩm nha. Các bạn móc thẳng cũng được. 3 xích lên hàng tượng trưng cho một mũi kép, và móc cho mình một xích khoảng cách. Rồi, bỏ một chân, móc vào chân thứ hai một mũi kép, bỏ một chân, móc vào chân thứ hai. Ở trên mình bỏ một xích, ở dưới mình bỏ một chân, bỏ một xích, bỏ ở dưới, bỏ một chân, ở trên móc một xích, bỏ đây một xích, bỏ một chân, bỏ một xích chân. Này nha, các bạn móc đến cuối hàng giúp mình. Mình đã đến cuối hàng đầu tiên. Mình gọi cái này, mình không tính hàng này nha, coi như hàng này là hàng khởi tạo, và cái này là hàng 1 của hoa văn. Mỗi hàng hoa văn của mình thì có 4 hàng. Như vậy là cái hàng này là hàng thứ nhất của cái hoa văn. Đến cuối hàng, các bạn thấy ở dưới vẫn còn một mũi nè, một chân ha, một xích đó. Và mình sẽ bắt qua đây. Rồi nhớ đây là hồi nãy mình là 3 xích lên hàng, cách một xích, cho nên mình sẽ kết vào cái xích thứ 3 nha. Vẫn đảm bảo là bên đây còn một xích và bên đây còn một xích là khoảng cách. Rồi 1, 2, 3. Rồi mình sẽ quay sản phẩm lại. Đây là 3 lên hàng, một xích khoảng cách. Rồi ở dưới một xích là trên mình đã bỏ một xích, và mình ở dưới có một mũi kép thì mình móc trên đầu một mũi kép, một xích, ở dưới có một xích, bỏ một xích và móc mũi kép trên đầu. Nói cách khác là mình móc lại tương tự hoa văn ở dưới, không khác gì hết, cứ một mũi kép, một xích, một mũi kép, khá là đơn giản.
các bạn thấy cái hoa văn này ha nha. Một mũi kép, bỏ một xích, một mũi kép móc đều như vậy. Rồi đây là hàng thứ hai của hoa văn. Hoa văn này mình gọi là hoa văn thưa đi. Rồi, các bạn móc hết lần lượt đến đây giùm cho mình, vẫn kết hàng giống như ở dưới, và móc thêm cho mình hai hàng như thế này nữa. Như vậy cái cụm họa tiết này của mình có tất cả là 4 hàng móc y chang như thế này. Mình sẽ gặp lại các bạn ở cuối hàng thứ tư, đây được là 2 hàng, móc thêm cho mình hết hàng thứ hai và móc cho mình thêm hàng thứ ba, hàng thứ tư. Gặp lại các bạn ở cuối hàng thứ tư nha. Mình đã đến cuối hàng thứ tư của hoa văn thưa nha. Đây một xích. À, xích thứ ba kéo qua. Rồi, như vậy mình đã được 4 hàng hoa văn thưa. 1 2 3 xích lên hàng. Rồi, ở đây mình sẽ đến hoa văn mình gọi là hoa văn dày đi, hoa văn dày. Rồi, vào mỗi ô như thế này cho mình 3 mũi kép. Như vậy 3 xích lên hàng này là 1 mũi kép. 1 2 3 1 xích, bỏ 1 ô, móc vào ô thứ 2 3 mũi kép. 1 2 3 1 xích, bỏ 1 ô, móc vào ô kế tiếp 3 mũi kép. Này, cứ như vậy các bạn móc hết đến cuối hàng. Cuối hàng thứ 5 là hàng đầu của họa tiết dày. Mình đã đến cuối hàng 1 của hoa văn dày. Nếu mình chia theo cái ô chẵn như lúc đầu mình nói thì mình là đúng thôi các bạn. Đó, đến đây thì là một xích, đó, mỗi một ô thì nó cứ xen kẽ như vậy. Móc vào cho mình, kết vào 3 xích lên hàng. Cái mũi trượt. Rồi, 1 2 3 lên hàng. Rồi, như vậy bây giờ đến đây thì mình cứ móc xen kẽ vào cái này. Mỗi cái khoảng như thế này là 3 mũi kép. Như vậy đây đã được 1 mũi kép rồi. 1 mũi kép nè. 2 mũi kép. 3 mũi kép, cách 1 xích. Rồi, cứ như vậy là 3 mũi kép. Rất là nhanh. Mà ra hoa văn thì cũng khá là đẹp. Rồi bây giờ đây là được 2 hàng hoa văn dày. Các bạn móc hết hàng thứ 2, móc cho mình thêm hàng thứ 3, hàng thứ 4, 4 hàng hoa văn dày. Đây là mình có 4 hàng hoa văn thưa nè. Rồi móc cho mình thêm 4 hàng hoa văn dày nữa. Như vậy mình sẽ gặp lại các bạn khi xong 4 hàng hoa văn dày như thế này. Hoa văn này thì là một ô như thế này, cho mình 3 mũi kép và cách nhau là 1 xích. Mình đã đến cuối hàng 4 của hoa văn dày. 1 xích. Kết vào 3 xích. Kéo qua. 1, 2, 3. Quay sản phẩm lại. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục cụm 4 hàng hoa văn thưa giống như thế này. Rồi. 1, 2, 3 xích là 1 kép. 1 xích khoảng cách. Rồi. Bỏ 1 xích, móc vào xích thứ 2. Móc vào chân thứ 2. Rồi 1 xích. Bỏ một chân, móc vào chân thứ hai. Đó. Mình cứ đều ở dưới là một mũi, thì ở trên là một mũi. Đây. Bỏ một xích, ở dưới là bỏ một xích. Chân lên đây. Một xích, bỏ một chân. Đây là mình đã lặp lại hoa văn thưa. Rồi. Các bạn móc cho mình một cụm hoa văn thưa như vậy nữa. Một cụm là 4 hàng nha. Móc thêm cho mình một cụm hoa văn thưa nữa, 4 hàng. Rồi, mình sẽ gặp lại khi các bạn đã xong 4
hàng hoa văn thư. Mình đã móc được 3 cụm họa tiết như thế này. Mỗi cụm họa tiết thì có 4 hàng. Bây giờ bắt đầu mình sẽ chia ra để nở cái phần đùi. Ba xích quay sản phẩm. Họa tiết của mình thì cứ là 4, một cụm xen kẽ như thế này, một cụm hoa văn là có 4 hàng thưa. 4 hàng hoa văn kép dày hơn và 4 hàng thưa. Như vậy sau khi 4 hàng thưa rồi thì mình sẽ đến cái phần họa tiết dày hơn. Móc cho mình bỏ một chân. Móc cho mình khoảng 10 sò như thế này. Thì mình bắt đầu mình sẽ chia thân giữa của quần. Móc khoảng được 10 hoa như thế này. Rồi đến đây bắt đầu mình sẽ chia đôi ha. Này. Đây vẫn móc bình thường ha các bạn, móc vào đây. Ba kép, một xích. Rồi nếu như bình thường thì mình sẽ cách một ô đây, mình móc qua đây. Nhưng không, ở đây mình sẽ móc vào tiếp cái ô này. Đầu tiếp vào ô này nha. Rồi như vậy sau đó lấy cho mình một cái kim đánh dấu, mình sẽ làm dấu cái phần này lại. Như vậy đây là một phần cái đường ráp giữa của cái quần mình đã chia bên đây rồi. Rồi, giờ các bạn để cái phần, bắt đầu mình tính từ cái phần này đến, các bạn chia đều, đếm thôi, mình sẽ đếm, mình chia đều từ cái điểm đánh dấu này, mình đếm ô đây ạ, mình cứ đếm ô, mình đếm ô và mình chia đều sao cho mình được hai cái phần như thế này là bằng nhau. Đó, mình chia đều cái phần này ra. Đây, mình chia đều hai cái phần này ra. Thật ra khi mà chia đều thì sau này cái quần hai đây sẽ là hai cái điểm giữa của quần mình đó. Các bạn hình dung chưa? Đó, đây sẽ là cái phần giữa của cái quần của mình ha. Đây là phần giữa của cái đáy quần. Chia ra giùm mình hai phần bằng nhau bằng cách là mình đếm ô vuông và mình sau khi mình có được cái điểm giữa rồi thì đánh dấu cái điểm này lại giùm cho mình. Rồi. Là mình sẽ tiếp tục chỉ một điểm giữa này thôi, chỉ một điểm giữa này mình làm dấu là mình móc liền hai ô chứ mình không cách ra một ô. Rồi, như vậy tiếp theo đây thì vẫn bình thường, vẫn cách một ô và qua ô tiếp theo này, không có gì bình thường hết. Rồi, các bạn móc bình thường hết cho đến khi gặp cái đánh dấu còn lại, gặp cái đánh dấu còn lại nha. Mình đã móc đến cái phần đụng cái phần làm dấu rồi. Một xích, vẫn cách một ô vào đây. Rồi một xích, mình sẽ móc liền nhau luôn chứ mình không cách một ô giống như bên đây. Mình sẽ móc liền. Và cái cụm này mình vẫn để làm dấu để sau này những hàng sau thì đây là cái cụm mình sẽ thêm. Đây là cụm mình sẽ thêm. Rồi, phần còn lại không có gì thay đổi hết. Vẫn là 3 mũi kép cách một xích và bỏ một ô. Nè, cái điểm này với cái điểm mình đánh dấu đây. Hai cái điểm này sẽ là cái phần giữa. Hai điểm này sẽ là cái phần giữa quần của mình ở đây nha. Cái phần giữa quần của mình ở đây. Đó. Nếu như mà mình sau này mình móc quần quần short dài hoặc là quần dài thì đây sẽ là điểm giữa của mình nè các bạn. Đó. Giữa của mình và đây là hai bên hông quần. Các bạn móc hết đến cuối hàng nha và lên cho mình hàng tiếp theo vẫn hoa văn này. Rồi móc đến cái điểm đánh dấu này, mình sẽ
hướng dẫn các bạn tiếp cái phần mình chia đến đây. Ở đây là mình đã móc lên hàng thứ hai, lên hàng nè các bạn. Mình vẫn móc bình thường, không có gì khác ở cái phần thương trên hết. Chỉ đến đây là cái phần chia của mình, vẫn một xích. Và vào cái phần chia này cho mình mỗi bên là một cụm ba kép, cách nhau một xích, và cho mình thêm ba kép nữa chung chừng vào đây. Rồi, một xích này vẫn trở lại bình thường, và cứ một ô như thế này cho mình ba kép. Đây là cái phần giữa, cái phần giữa đáy quần mình sẽ chia ra. Rồi, các bạn sẽ móc hết, sẽ gặp cái phần chia thứ hai. Cũng vẫn vậy luôn. Đây, mình vẫn móc vào đây 3 mũi kép cách 1 xích, và qua đây cho mình là 3 mũi kép cách 1 xích, và lại thêm 3 mũi kép chung chân như thế này. Đó, thì càng móc lên mình sẽ tạo cái chữ V. Và các bạn ở đây thì cứ theo cái nguyên tắc hoa văn của mình là một cụm là ba hàng thưa và ba hàng dày, nó mình gọi là dày. Và tiếp theo là mình nhầm bốn hàng thưa, bốn hàng dày. Ở đây mình sẽ là bốn hàng thưa và tiếp tục bốn hàng họa tiết dày như thế này. Mình đã được một hàng, mình đang móc hàng thứ hai. Mình đang ở hàng thứ hai. Các bạn hoàn thiện xong hàng thứ hai, thêm cho mình hàng thứ ba, hàng thứ bốn ở giữa. Chỉ nhớ là mình chỉ thêm ở giữa hai cái bên, hai bên này thôi nha các bạn. Đó, mình chỉ ở thêm hai cái phần này thôi, là cái phần giữa của quần nè. Đó, các bạn thấy không? Đó, quần mình nó sẽ như thế này. Đó là phần giữa mình, chỉ cái chỗ này là mình thêm thôi, còn ngoài ra là mình móc bình thường. Các bạn móc cho mình 1 2 3 4, gặp lại các bạn ở hàng thứ tư của hoa văn dày. Mình móc được 4 hàng hoa văn dày như thế này, mình sẽ lên hàng tiếp theo thì sẽ là hoa văn thưa. Thì cách móc vẫn giống như ở trên đây. Đây mình đưa kỹ lại cho các bạn xem nha. Cũng lên. Đấy. Không khác gì với khi mình móc ở cái phần thân này hết. Đây. Rồi như vậy đến đây là đến cái phần chia này của mình. Đây thì mình cũng như vậy, đây là do thưa cho nên là một kép cách một xích vẫn qua đây, đúng không? Qua đây. Rồi, một xích. Rồi vào giữa này cho mình 3 mũi kép. Một xích. 3 mũi kép. Chung cái chân ở đây. Một xích đây. Rồi. Và cứ một xích một kép cách nhau một kép, cách mỗi kép cách nhau một xích, mình xin lỗi, một kép một xích và một kép giống như hoa văn thưa. Rồi. Đây. Rồi, như vậy thì là móc cho mình cứ một cụm như vậy là 4 hàng ha. Rồi các bạn móc cho mình một cụm 4 hàng thưa như thế này và một cụm 4 hàng kép, 4 hàng dày như thế này nữa là mình sẽ xong cái phần chia phần đáy. Các bạn hình dung được chưa? Lại cho các bạn dễ hình dung nè. Đó, đây ạ, cái đây là phần trên lưng của mình nha. Và đây là mình này, đây là cái phần chia ra làm mỗi bên đùi, hai bên đùi. Thì mình sẽ ra dán cái quần rồi nha. Mình nói lại. Ở đây mình đã móc được một cụm hoa văn dày bao gồm 4 hàng. Mình móc tiếp theo một cụm hoa văn thưa 4 hàng. Một cụm hoa văn thưa 4 hàng. Đây là mình đã móc được một hàng rồi nè. Móc cho mình thêm 3 hàng nữa. Sau đó móc tiếp cho mình một cụm hoa văn dày gồm 4 hàng nữa.
và mình sẽ ngưng ở đó. Sẽ gặp lại các bạn để mình chia ra làm hai bên quần. Và nguyên tắc thì cái phần bên đây mình móc không có gì thay đổi hết, cứ móc đều không tăng không giảm. Chỉ có phần giữa này, như vậy quần mình chỉ có hai bên này thôi. Đó, mình đã chia đều ra. Chỉ có phần ở giữa này là mình sẽ thêm như thế này, 3 mũi kép cách nhau một xích như thế này. Rồi, bây giờ mời các bạn móc triển khai thêm cho mình. Rồi mình sẽ gặp các bạn ở cái phần video kế tiếp để hướng dẫn tiếp cái phần chia chia đáy quần và móc họa tiết viền quần cũng như móc phần thân trên đây. Cảm ơn các bạn đã ở đây với mình đến giờ phút này. Nếu các bạn thấy cái chia sẻ này của mình hay và có ích thì các bạn đăng ký cho mình nhé, để không bỏ sót những cái mẫu mà mình sẽ chia sẻ tiếp theo. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video phần tiếp theo của cái quần. Chúc các bạn có một ngày an lành. Bye.